Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và như mọi người có thể thấy hiện tại bây giờ ở round 2.7 thì mình đang chơi đội hình đó chính là Thượng Long. Và đội hình Thượng Long thì nó cũng rất là nhiều điều thú vị và điều bí ẩn ở bên trong. Trong trận đấu này thì mình sẽ chơi Thượng Long và nếu như mình có thể lên Thượng Long full 3 sao từ sớm mọi người nhé. Thì mình sẽ có một trận đấu cố gắng kiếm một con Orion Soi 3 sao ở level 7 hoặc level 8 đi. Thì nó mới cháy được. Mọi người xem video ủng hộ cho mình một đăng ký kênh và một like video. Và nếu có gì góp ý thì hãy để ở dưới nhá. Mình sẽ đọc và cố gắng hoàn thiện nhất cho anh em có một trải nghiệm tuyệt vời. Thì mình đang có một cái lõi công nghệ đó chính là kiểu hai từ một có thể là đối với một tướng một sao, một tướng hai sao. Ở round 2.1 thì mình đang chờ đợi lõi công nghệ tiếp theo ở round 3.2 sẽ là lõi gì. Nếu như nó mà một loại kim cương nhanh tay lại mắt thì nó sẽ là rất là perfect luôn. Còn nếu như không phải thì cũng kệ thôi mọi người ạ. Bây giờ để xem nào. Nói chung là lõi công nghệ tiếp theo của mình là một cái lõi công nghệ không được đẹp cho lắm nhưng mà cũng gọi là tạm ổn thôi. Tiếp theo điều dự định mình sẽ làm đó chính là mình vẫn sẽ chờ đợi để xem trận đấu này sẽ như thế nào. Hy vọng anh em vẫn sẽ ủng hộ mình trong những cái sản phẩm sắp tới mọi người nhá. Sắp tới đây mình sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Dạo này thời gian công việc của mình rất là bận nên mình sẽ không làm video nhiều cho anh em xem á. Nhưng mà khoảng gian trong sắp tới trong tháng 8 này thì mình sẽ đã khá là rảnh rồi. Thì mình sẽ có thể làm cho anh em xem nhiều video hơn. Một ngày hai video, có thể một ngày một video. Trong trận đấu này thì mọi người có thể thấy là mình đang 84 máu, lượng máu vẫn đang rất ổn ở đây, vẫn chưa gì là đáng sợ cả. Có rất nhiều trận đấu mình chỉ còn có khoảng 1 máu đến 2 máu nhưng vẫn có thể comeback thành top 1. Nên lượng máu nó cũng không ảnh hưởng nhiều gì đến trận đấu của mình. Máu ở đâu là máu ở đâu? Máu ở đây là máu ở đây. Ok, bây giờ thì để xem nào. Vẫn chưa có lên 3 sao của mình. Trận đấu này nó vẫn thực sự là hơi hiếm lên 3 sao của mình á. Ora Nearly cao chết đứng tối thủ đi. Đúng rồi, cao. Cao và cắn đi, cắn cao liên tục vào. Pha cào cắn của Lily thực sự rất là đáng sợ. Bây giờ thì ở đâu ta? Mình đang đứng top 3 rồi ạ. Nói chung là bây giờ mình lấy thì đa phần là lấy những trang bị hoặc là 4 vàng ha. Xem nào, lấy gì còn khi
Xong là mình sẽ lấy con cọc kim này nhá, cầm găng rất là ngon này. Mình là một người chơi rất thích găng. Găng này mình có thể làm những trang bị vũ kiếm với cả bảo thạch, hoặc là có thể chơi ra lối chơi đó chính là phun găng đào tặc cũng được. Rất là nhiều ý tưởng để làm. Em ơi, đứng trong. Sáu thượng long, hai đấu sĩ. Cái video kia chạy về chứ. Ủa trời, chết lên lưu của mình rồi. Hy vọng game này sẽ ít người chơi thượng long, bởi nếu người chơi thượng long quá thì mình sẽ là khó có thể kiếm được thượng long full 3 sao từ sớm. Mình đang giữ một level 6 nhá, để Ron cố gắng lên con Vladimir 3 sao, rồi Vladimir này. Và con Skarner 3 sao đó. Nearly thì vẫn chưa lên luôn, nói chung là chưa nào lên 3 sao cả. Với một trận đấu như này thì rất là hiếm khi mà nhá. Mình chơi thường long rất là hiếm khi ở round 3.7 vẫn chưa nào lên 3 sao cả. Hơi khó dành cho mình cái kịch rồi. Chưa lên 3 sao người ạ, à? Khó người ha. Có vẻ lên 3 sao cổ tách thì quá là lớn đối với mình ở chơi được thằng Long rồi. Gì đây? Ai à? Cũng không có gì nói gì đẹp cả. Game này thực sự là chơi thượng Long. Game hơi bóp mình rồi. Gì đây? Ấn kim Long, lôi Long, xả tiến. Bí ẩn à? Người biến bí ẩn thôi. Ok, mình có một cái Nico mà rõ ra. Gì đấy, cuồng long à?
đồ long rồi nè, gọi là đồ long rồi. Mình đang có một chuỗi thắng 6 trận. Nói chung là thế nào? Tình cảnh này thì cảm thấy khá là tự tin đấy. Với hình thượng long của mình. Nhưng mà nãy giờ thì vẫn chưa lên được khác nơ 3 sao, Newly 3 sao không ạ? Ôi trời ơi, tuyệt vời. Thằng nhỏ ơi, xem vào tự động luôn. Ôi trời ơi, tuyệt vời. Thằng nhỏ ơi, có 3 luôn nè. Varus 3. Skarner vẫn chưa lên, mà những tướng chủ yếu kia thì nó đã lên rồi, nhưng mà những tướng một vàng lại không lên. Rồi kệ thôi. Kiểu gì đó nó sẽ lên, mà mình đã có một cái Neko nữa. Điều này rất là tốt. Để xíu nữa mình sẽ làm cho anh em xem thử thách, đó chính là kiếm được con Odin Soi 3 sao từ sớm mọi người nhá. Ba luôn à, ngon nhở, lấy ba luôn mọi người nhá. Để chứ nó mình sẽ cho ba vào để giúp tăng cái tỷ lệ ra tướng 5 vàng. Varus 3, Nili 3. Bây giờ chỉ thiếu con Yoli nữa thôi mọi người nhá. Yoli và Skarner. Đây, on à. Hiện tại bây giờ thì đã lên luôn được con, và chính là con tất cả đều full 3 sao rồi. Và bây giờ thì mọi người biết được gì đó. Khi mà mình drone thì bây giờ mình sẽ có tỷ lệ rất là cao, có thể ra được thứ mình cần, đó chính là con Orion Soi mọi người ạ. Nào, Orion Soi rồi, có ra hay không đây? Ôi trời ơi, nào, đúng phải nó không? Ây da, tuyệt vời mọi người ơi, đúng có luôn kìa. Ở level 7 đã có một con Orion Soi dành cho mình rồi. Khá là thơm và bơ phạch.
Thì đây, cho Sineco đi. Bây giờ mình đang muốn run để Sineco hoặc là ra được một cái trang bị kiểu xúc sắc ma thuật thì cũng đều ngon hết mọi người ạ. Cái nào đối với mình bây giờ cũng rất là tuyệt vời. Ok. Úi xổi, vàng ngon quá anh em ơi. Vàng nổ như mưa này. 82 vàng mọi người ạ. Mình sẽ quyết định run Odin soi 3 sao level 8 mọi người nhá. Mình sẽ đợi đến level 8 và bắt đầu run tiếp mọi người nhá. Để giúp cho mình giúp mình tăng cái tỷ lệ ra tướng 5 vàng. Trang bị bây giờ đang còn dư nhiều lắm thế này, nhưng mà vẫn chưa biết làm gì với nó. Đội của mình giờ cũng khá là bá rồi. Vẫn 9 trận thắng mà chưa ai có thể phá được cái lượng thắng của mình 9 trận này. Nào, Orange Soul của tôi, một con nữa, Bly. Không có rồi. Đối thủ bây giờ hiện tại mình đang còn 2, 4, 5 người nữa. Thời gian đang còn cũng gọi là khá nhiều. Bởi vì mình đang còn 84 máu mà có thể bán máu để chấp đối thủ cũng được. Làm thơ tình ai hay. Cho phải thêm vài con nữa. Orange Soul nữa nào game ơi. Bly mà. Vàng mọi người ơi. Ui, Sivana ra nhiều thật mọi người ạ. Đời rồi, chính mày, đúng rồi, chính nó mọi người. Chính thôi tôi cần đây rồi. Mình một trận win rồi mọi người nhá. Tiếp tục trận đấu thôi. Bây giờ mình sắp đồ vào. Ông này cầm 2 đầu đường soi à, nhưng sắp chết rồi. Đền quá. Bây giờ thì cũng có một đối thủ đang chơi đội hình Thượng Long. Nhưng mà đội hình Thượng Long không phải là thuần luôn, mà kiểu kết hợp một chút thôi, mix một chút rồi. Có tiếng gió trên trần gian, rơi vào tiếng hát. Em ơi lâu đài tình ái đó. Mình lấy sử dụng thơ mộng trên bàn tay công lý đó mọi người ạ. Mối quyền năng khổng lồ. Đây vàng tiếp mọi người ạ. Quyền năng này mình sẽ sử dụng nó cho con tướng đó chính là con Eoli mọi người nhá, để cho nó cũng thuộc thủ luôn và lắp luôn một kiếm cho Eoli mọi người ạ.
trận đấu diễn ra rất khá hoàn hảo. Bây giờ chỉ còn 3 đối thủ nữa thôi. Mình có thể giành top 1 rồi. 3 đối thủ nữa thôi là top 1 mọi người ạ. Olsen 2 sao rồi. Tiếp tục nào. Ra tiếp đi. Ra nào. Olsen soi. Ra. Không ra. Bli mà ra chút đi cho. Oh my god. Hôm nay chắc là mình sẽ tiễn lại đi một đoạn rồi. Tiễn người chơi đi một khúc luôn. Đi bụi. Chính xác đi bụi luôn. Sivana nữa. Ông lần soi là tôi đâu? Áo xin nữa. Ôi đây rồi, bốn con rồi mình nhá. Bốn con cộng thêm còn một Neko mình đang có, đó là mình có 5 con Olden Soi rồi. Trận đấu bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn rồi đấy. Swen Carrier, Nam Y 3 sao nữa, phải thi đấu này thôi. Sợ này nếu mà chỉ nó mà chống chịu được ấy, mà run ra Olden Soi là mình sẽ bị mất cơ hội luôn mọi người. Giây càng cuối chơi này là rất là càng căng thẳng mọi người ạ. Bây giờ mình chỉ còn 3 con mọi người nhá. 3 con đồ soi thôi, mình sẽ đã Olden Soi 3 sao ở mức đó chính là level 8 mà không cần một cái lõi cái khu đồ hiệu nào cả mọi người ạ. Bây giờ mình ở level 8 mình đang có 10% từ 5 vàng với sự giúp của con. Ôi trời ơi, hai con thôi mọi người ơi. Với sự giúp của 3 thì mình đang có tỷ lệ ra tướng khá cao rồi.
Nào Bly, rồi ok mọi người. Còn một con nữa mọi nhá, một con sói thôi, mình sẽ run luôn. Ra Bly, ra nào. Đâu rồi, ra đi nhanh anh em ơi. Và tuyệt vời, đây chính là con Odin sói 3 sao mọi người nhá, ở mức level 8. Và không cần một cái sự trợ giúp của một cái Nico nào cả. Quá là perfect luôn. À không cần trợ giúp của một cái lõi công nghệ khu đồ hiệu là gì cả luôn. Mình sẽ bán tướng lên mọi người nhá, để cho lần soi một vé tất cả xem như nào nào. Mình nghĩ là sẽ win được thôi. Mình bán hết tả đây được 156 vàng mọi người ạ. Tuyệt vời. Úi xời, tuyệt vời mọi người ạ, quá đẹp mắt luôn. Ok, đến con này rồi. Một, ôi, cho mình 100 góc bằng thay cả. Có nên rút. Ok, gì đây. Một trăm sáu mươi chín vàng, một con số mình rất yêu thích mọi người ạ, đó chính là con số 69. Một con số rất là đẹp. Kiểu xếp hình ấy mọi người, ngược đi ngược lại thì đều giống nhau cả. Nào, what the fuck. Boom, end game, chào mọi người và hẹn gặp lại ở những video sau. Ủng hộ mình một like và một subscribe mọi người nhá.